Ai đi chợ cấm mua 7 loại rau này, kẻo rước bệnh tật về nhà, càng ăn càng suy giảm tuổi thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, chắc hẳn có nhiều cô bác ở đây sẽ suy nghĩ là rau củ quả là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, có đúng không ạ? Ít khi thấy các tác hại. Tuy nhiên thì không phải loại rau nào cũng hoàn toàn có lợi và không phải ai cũng có thể ăn bất cứ loại rau nào. Nói về rau xanh thì các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những hạn chế cho cô bác về các loại rau không nên ăn, kẻo lại rước ung thư về nhà, càng ăn thì càng sinh bệnh thọ non. Để biết được đó là những loại rau nào thì xin mời quý cô bác hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Ai đi chợ cấm mua 6 loại rau này, kẻo rước bệnh tật về nhà, càng ăn càng suy giảm tuổi thọ. 1. Giá đỗ. Thực phẩm đầu tiên trong danh sách có thể khiến cô bác rất bất ngờ, đó là giá đỗ. Bởi vì giá đỗ được biết đến là loại thực phẩm có tính thanh mát, giải nhiệt và giàu chất khoáng, xơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, giá đỗ cũng là loại rau dễ nhiễm độc và gây tác hại đối với một số đối tượng người tiêu dùng. So sánh thành phần dinh dưỡng của giá đỗ đối với tiền thân của nó là những hạt đỗ thì thành phần dinh dưỡng trong giá đỗ được tăng lên vượt trội. Ăn giá đỗ là một cách tăng giá trị dinh dưỡng của các loại đậu. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng giá đậu xanh có tác dụng kéo dài tuổi thọ rất tốt trong những trường hợp thiểu năng sinh dục và còn có tác dụng cho sản phụ khó sinh, tốt cho chị em mang thai, phòng tránh sẩy thai. Ngoài ra, trong giá đỗ có chứa rất nhiều chất oxy hóa, vitamin E, vitamin C. Những chất này có tác dụng hấp thu tia tử ngoại tẩy sạch những chấm đen trên da mặt, hạn chế nếu nhăn và thâm da, giúp da mặt bớt khô, căng mịn màng và trắng sáng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bổ sung giá đỗ vào thực đơn hàng ngày đâu cô bác ạ. Cụ thể thì những người có các tình trạng dưới đây thì tốt nhất nên hạn chế ăn giá đỗ và có thể để bảo vệ sức khỏe. Người viêm dạ dày mãn tính. Người viêm dạ dày mãn tính thì không nên ăn giá đỗ. Đó là những người có biểu hiện chân tay lạnh thiếu lực, lưng và chân đau nhức, đi ngoài phân lòng. Những người này nếu ăn giá đỗ càng làm bệnh tình trở nên nặng thêm, thậm chí có thể bị đau bụng đi ngoài nhiều lần, dẫn đến mất nước, huyết khí ngừng trệ, làm cho cơ bắp khớp bị đau nhức, tỳ dạ dày yếu, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa, ví dụ như là viêm dạ dày mãn tính. Người chân tay lạnh yếu, nếu chân tay thường xuyên lạnh, thiếu lực, lưng, chân đau nhức, đi ngoài phân lòng, ăn giá đỗ sẽ khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn bởi chúng là thực phẩm có tính hàn nên chắc chắn sẽ không phù hợp với người có tình trạng cơ thể trên. Người đang uống thuốc. Giá đỗ có khả năng giải độc nên có thể làm giảm tác dụng của các loại thuốc. Do đó, nếu đang uống thuốc không nên ăn giá đỗ hoặc ăn gần với thời gian uống thuốc. Cách sử dụng giá đỗ an toàn. Khi mua giá đỗ, bạn nên chọn giá cong queo, giá nhỏ, nhiều rễ và về nhà vặt bớt rễ để không độc. Nếu giá nhạt, dài và ít rễ, trắng thì chắc chắn dùng thuốc ngâm. Hiện nay, giá đỗ có nguy cơ ngộ độc cao bởi giá thường làm ở nhiệt độ 30 đến 35 độ C. Đây là môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển. Hơn nữa, người dân hay ăn giá sống, nếu chưa rửa sạch thì sẽ nhiễm vi sinh vật. Vì vậy, khi dùng giá nên trần qua nước sôi, rửa và ngâm nước sạch kèm theo ít muối. Mặt khác, mặc dù giá đỗ rất bổ, mọi người không nên ăn quá 550g giá đỗ sống mỗi ngày. 2. Cải xoăn. Mặc dù các loại rau họ cải có chứa nhiều chất xơ, ít calo và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, chất sắt, chúng cũng có thể là nguyên nhân gây ra triệu chứng đầy hơi khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều. Do cơ thể chúng ta không có enzyme để tiêu hóa, raffinose, một loại đường phức thường thấy trong họ rau cải. Nên khi những loại rau này đi vào ruột non, chúng ta sẽ bị vi khuẩn lên men và có triệu chứng đầy hơi. Ngoài ra thì cô bác cũng cần lưu ý rằng nếu bản thân có những vấn đề về sức khỏe sau đây
thì tốt nhất không nên sử dụng cải xoăn nhé. Không phù hợp với những người máu loãng. Nguyên nhân là do trong cải kết có nhiều vitamin K. Loại vitamin này có tác dụng thúc đẩy quá trình đông máu. Do đó, những người đang sử dụng thuốc làm loãng máu trong điều trị bệnh nên cân nhắc khi sử dụng loại thực phẩm này. Những người bị bệnh thận không nên dùng cải xoăn kết. Chúng giàu kali nên cực kỳ không tốt đối với bệnh thận. Nồng độ kali trong máu vượt quá mức có thể gây tử vong đối với người bệnh thận. Cải xoăn kết có chứa thiocyanate, một loại chất có thể gây ra tình trạng thiếu hụt iốt. Do đó, cần lưu ý khi sử dụng cải xoăn kết đối với những người có vấn đề tuyến giáp. Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn quá nhiều cải xoăn kết. Loại rau này, vitamin C có ảnh hưởng đến thai nhi do tình trạng dư thừa vitamin C. Thêm một lưu ý khi sử dụng cải xoăn kết, đó là không nên chế biến loại rau này ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Chúng có thể mất đi lượng vitamin và dưỡng chất có trong rau, nên ăn phần lá non, phần lá già thường bị đắng và khá dai. 3. Củ cải đường. Như mọi người đều biết, củ cải đường, củ cải đỏ là một nguồn cung cấp sắt rất lớn, giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Củ cải đỏ cũng được sử dụng làm thuốc trong thời cổ đại. Nó cũng giàu vitamin C, magie, beta, carotin, bioflavonoid, kali và mangan. Nước ép củ cải đường hỗ trợ sức khỏe mắt và gan. Củ cải đỏ cũng được biết đến với việc hạ huyết áp, chất béo trung tính trong máu và cải thiện hoạt động thể thao. Tuy nhiên, ngoài tất cả lợi ích sức khỏe mà nó cung cấp, cô bác cần biết loại rau này có những tác dụng phụ nghiêm trọng dưới đây. Sỏi thận. Củ cải đỏ giàu chất oxalate có thể gây sỏi thận nếu ăn quá nhiều. Loại rau này cũng có hàm lượng betan cao, có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về thận. Những người có tiền sử bệnh sỏi thận nên tránh loại rau này. Gây phát ban. Tiêu thụ quá nhiều củ cải đường cũng có thể gây ra phản ứng cơ thể như phát ban, ngứa, thậm chí ớn lạnh và sốt. Vì vậy, khi thấu các hiện tượng như trên thì cô bác nên hạn chế ăn củ cải đường lại nhé. Đau bụng. Nếu cô bác đang bị các vấn đề về dạ dày, ruột, ăn củ cải đường chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Điều này có thể gây ra chứng chuột rút, đầy hơi, chướng bụng và những thay đổi trong chuyển động ruột, bao gồm cả tiêu chảy và táo bón. Tăng lượng đường trong máu. Một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng của củ cải đường là tăng mức đường trong máu. Củ cải đường có chỉ số glycemic cao, vì thế nếu cô bác có vấn đề về lượng đường trong máu thì không nên tiêu thụ nó. Có thể là nguyên nhân gây bệnh gút. Các triệu chứng của bệnh gút là đau khớp, sốt cao và khớp màu đỏ bóng. Theo Trung tâm Y tế Đại học Milan, Mỹ, các loại thực phẩm như củ cải có chứa oxalate có thể góp phần gây ra bệnh gút. Vì vậy, cô bác chỉ nên ăn chúng với số lượng vừa phải. Ảnh hưởng tới thai nhi. Nitrit được tìm thấy trong củ cải đường tỏ ra nhạy cảm với phụ nữ mang thai. Nó có thể gây hại cho thai nhi do độc tính của nitrat. Do đó, các bà mẹ tương lai nên tuyệt đối tránh sử dụng củ cải đỏ. Có thể gây hại cho gan. Củ cải đỏ giàu đồng, phốt pho, magie và sắt là tốt, nhưng cũng chứa nhiều kim loại và tiêu thụ quá nhiều củ cải đường sẽ giúp tích tụ các kim loại trong gan, gây hại cho gan và tuyến tụy. 4. Rau mồng tơi. Rau mồng tơi là loại rau chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Một số chất trong rau mồng tơi thậm chí có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Tuy rau mồng tơi tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những người không nên ăn rau mồng tơi. Người bị tiêu chảy, đại tiện lỏng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tân dịch, khỏi khô háo và chống táo bón
Do mồng tơi có tính hàn, lại nhuận tràng. Nhưng cũng chính vì đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân càng thêm nặng. Người bị sỏi thận. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. Vì vậy, đối với những bệnh nhân, các bệnh nhân về thận thì nên cân nhắc trước khi ăn rau mồng tơi nhé. Người bị đau dạ dày. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Cũng chính vì đặc tính này của rau mồng tơi nên người tỳ vị hư hàn, lạnh bụng, ỉa chảy, đại tiện lỏng nên hạn chế sử dụng. Nếu cố tình sử dụng rau mồng tơi, tình trạng bệnh sẽ càng thêm nặng. 5. Đậu lăng. Đậu lăng là loại thực vật rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, vì đậu lăng có hàm lượng chất xơ cao nên ăn quá nhiều có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi và chướng bụng. Nếu ăn nhiều đậu lăng mà uống quá ít nước thì hàm lượng chất xơ cao trong đậu lăng có thể gây táo bón. Ngoài ra, trong đậu lăng còn có một loại đường khó tiêu hóa gọi là oligosaccharide. Do đó, những người đang bị đầy hơi, chướng bụng hoặc đã ăn quá nhiều chất xơ rồi thì cần hạn chế ăn đậu lăng. Một trong những cách ăn đậu lăng ít gây vấn đề về tiêu hóa là ngâm đậu trong nước suốt nhiều giờ trước khi chế biến. Khi chế biến, nước có thể hòa tan một số loại đường khó tiêu hóa trong đậu, giúp chúng ta không đọng lại ruột quá nhiều khi ăn. Nếu cô bác ăn đậu lăng và cảm thấy đầy hơi thì phải tạm ngừng cho đến khi tình trạng này biến mất. Khi ăn lại đậu lăng, không nên ăn quá nhiều mà bắt đầu với lượng ít, sau đó tăng dần lên. Cách này sẽ giúp vừa tận dụng được lợi ích của đậu lăng nhưng cũng tránh được cảm giác khó chịu khi bị đầy hơi, chướng bụng. 6. Dưa muối chua. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dưa cải muối chứa nhiều men probiotic và các vi khuẩn có lợi, có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch. Bởi vậy, thực phẩm này rất tốt đối với những người bị hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, táo bón. Tuy nhiên, dưa hành và dưa cải muối cũng tiềm ẩn nguy hại đến sức khỏe, đặc biệt một số đối tượng không nên ăn. Người mắc các bệnh về thận. Khi thận yếu, chức năng đào thải độc tố trong cơ thể cũng bị suy giảm. Nếu tiêu thụ nhiều muối, người bệnh sẽ bị tăng huyết áp, tích nước, gây hiện tượng phù, tăng cân, ảnh hưởng tới các thuốc điều trị. Do đó, người bệnh thận không nên ăn đồ mặn nói chung và các loại dưa cà muối nói riêng. Người bị bệnh về đường tiêu hóa. Những người bụng dạ kém khi ăn các món muối chua lên men dễ gặp phải các bệnh về tiêu hóa như tiêu chảy, thương hàn, lị, trực khuẩn, tà. Người đau dạ dày cũng cần cân nhắc khi tiêu thụ món ăn này khi gặp phải tình trạng kích thích tại vùng thượng vị, bởi nồng độ axit cao trong các món muối chua có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm loét dạ dày. Người bị cao huyết áp. Đây là loại thực phẩm chứa hàm lượng muối cao. Khi đi vào cơ thể, muối sẽ làm tăng tính thấm của màng tế bào đối với natri, gây tăng nước trong tế bào, co mạch, dẫn đến hiện tượng tăng huyết áp và có thể dẫn đến nhiều biến chứng cho người bệnh. Người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể. Theo y học cổ truyền, cà pháo có tính hàn, vì vậy không nên dùng đối với người thể hàn thận trọng khi kết hợp với các thức ăn hàn. Nên dùng kèm với các gia vị có tính ôn, tỏi, ớt, xà. Đặc biệt người bị suy nhược cơ thể mới khỏi ốm không nên ăn dưa cà muối.
phụ nữ có thai. Nitrit có trong dưa cà muối kết hợp với các gốc amin trong cá, tôm, thịt tạo thành nitrosamin, một trong những chất gây ung thư. Phụ nữ có thai ăn nhiều đồ muối chua có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tử cung, không tốt cho thai nhi. Do vậy, các bà bầu không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là các loại muối sồi, dưa cà vẫn còn xanh. Một số lưu ý khi ăn dưa cà muối. Không nên ăn nhiều và liên tục, đặc biệt không ăn khi bụng rỗng. Một tuần, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 50g. Không ăn đồ muối khi còn hăng cay, có vị khác lạ, bị khú, bị ủng hoặc quá chua, đổi màu, dưa đã nổi váng trắng, vàng hoặc nấm đen. Trước khi ăn, nên rửa qua nước đun sôi nhiều lần để giảm hàm lượng muối và độ chua. Khi muối dưa, cà, phải đảm bảo nguyên liệu và các dụng cụ được vệ sinh thật kỹ, không muối vào thùng nhựa đã qua sử dụng vì hóa chất độc hại còn sót ở thùng có thể bị ngấm vào thực phẩm. Nên muối vào bình thủy tinh, bình gốm sứ. Không nên ăn các loại dưa muối sồi vì muối sồi đã ăn chỉ nên ăn sau khi muối khoảng 2 đến 3 ngày. Bản chất của dưa hành muối rất mặn, vì vậy trước khi ăn nên rửa qua với nước đun sôi để nguội và vắt bớt nước để giảm bớt lượng axit muối trong dưa. Nên ăn dưa tự muối hơn là mua ngoài cửa hàng. Tự muối dưa giúp bạn điều chỉnh được lượng muối thêm vào và đảm bảo được thực phẩm sạch. Không chất phụ gia, không chất bảo quản, dụng cụ muối sạch. Dưa muối ăn thừa, không cho lại vào lọ vì dễ làm hỏng dưa có sẵn trong đó. Dùng muỗng, đũa sạch để gắp dưa, đậy kín lọ và nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Riêng với cà muối, không nên ăn khi còn xanh vì có chứa chất độc solanin, có thể gây ngộ độc khi ăn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của kênh Ăn Sạch Sống Khỏe về các loại rau được khuyên nên cân nhắc khi sử dụng. Chúng tôi rất mong rằng những chia sẻ này sẽ có ích đối với cô bác. Nếu có những thắc mắc hay những câu hỏi nào, quý cô bác cũng đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ nhiệt tình. Hãy nhớ và chia sẻ những thông tin này đến những người xung quanh để cùng nhau sống vui sống khỏe cô bác nhé. Xin kính chúc quý cô bác có thật nhiều sức khỏe, lạc quan và yêu đời hơn. Hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo.